Ủa cái gì vậy trời? đang bắn tỉa con cọp. Sao nó chạm Cảnh vậy? các bạn đang xem là con cọp mẹ giống Sumatra buồn bã như chết rồi. Mất đứa con nhỏ 3 tháng tuổi của mình cách đây vài tháng do bị vấp dây điện rào chắn té xuống rãnh nước chết đuối tại sở thú Eurasia Yokohama. Và nó cứ nằm ì như thế từ khi mất con của mình, ăn uống cũng không còn mạnh miệng như trước. Anh Takeshi, phó giám đốc sở thú, nói là sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Nhưng tôi cho các bạn xem để biết rằng tình cảm thiêng liêng mẫu tử của loài hổ là như thế nào. Vậy mà loài vật đáng thương này đang bị hại đến mức tuyệt chủng. Im em đã quay hết ra. Giờ phải vô sở thú sống thế này đây. Xương cọp cũng giống như xương mèo, đâu có gì bổ đâu các bạn. Vậy mà bắt hại nó đi nấu cao làm cái gì, tội nghiệp quá à. Hồi trước gần nhà tôi cũng có bà kia bị bệnh nặng, đại gia mua cao cọp uống hoài mà tới số rồi cũng không tránh khỏi. Bởi vậy đừng có ai làm hại cọp nữa nha.